sinh ra ở một làng quê ven sông. Giống như lớp thanh niên cùng thế hệ, chúng tôi nhập ngũ khi vừa tốt nghiệp trung học. Tôi chưa đầy tuổi quân, huấn luyện xong là vào chiến trường ngay. Nhiều trai tráng trong làng cũng ra đi, để lại nỗi âu lo khắc khoải ở hậu phương. Tôi có cô người yêu bé nhỏ, lâu rồi không gặp mặt. Chiến tranh ở khắp mọi nơi, chẳng đâu là an toàn cả. Hậu phương cũng đạn bom tàn phá. Nhờ những cánh thư nối liền khoảng cách, nhờ những cánh thư chúng tôi biết nhau còn sống. Đồng chí, còn thuốc lá không? Cho xin điếu thuốc, đồng hương ơi. Thằng em quê đâu? Thuốc. Hút đi. Muốn thử võ nghệ hả? Có biết đánh nhau không? Đứng im! Kỷ luật chiến trường không cho phép đánh nhau. Đây, lính mới hả? Quá đấy! Các đồng chí bỏ thế à? Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi vừa từ cao điểm 861 về. Cậu Mạnh đâu rồi? Cậu lên cơn sốt, phải nằm lại trạm phẫu ạ. Bỏ thế ra. Anh em đang chờ tin tức, về ngay đi. Rõ. Đơn vị nào? Dạ báo cáo, tôi Hoàng An, cấp bậc binh nhì, đơn vị A6B2C13 đặc công. Mới vào hả? Vâng. Đưa xuống đội kỷ luật. Rõ. Đi. Alo, alo, đồng chí cho người kiểm tra đường dây trong dây ba nhá. Thông lô gọi ông Hà, thông lô gọi ông Hà nghe rõ trả lời. Thông lô gọi ông Hà, thông lô gọi ông Hà nghe rõ trả lời. Nghe rõ, ông Hà nghe rõ. Chuyển 12 dưa hấu ra cánh đồng. Chuyển 12 dưa hấu ra cánh đồng. Chào thủ trưởng ạ. Chào đồng chí. Đồng chí xem tài liệu này chưa? Alo, đồng chí báo anh Hiếu, sang ngay ban tham mưu trung đoàn. 861 còn trụ được bao lâu? Giỏi lắm là 3 hoặc 4 ngày nữa. Đánh cả tuần nay còn được. Mình có mấy đại đội nhỏ nhỉ? 3 đại đội thiếu. Thời ý chứ.
Alo, 861, nghe rõ trả lời. Lệnh cho chót, bằng mọi giá giữ cao điểm chờ lệnh. Chờ bao lâu? Họ chưa kịp trả lời thì máy tịt hẳn. Không được anh ạ, mảnh pháo phá nát hết rồi. Gọi máy hay quát cho 950, nhờ đơn vị bạn báo cáo cho trung đoàn. Anh Lực, 2 watt bị nghe trộm. Không quan trọng nữa. Tình cảnh chúng ta lúc này địch nắm rõ nhất. Chỉ có ban chỉ huy là chưa biết gì thôi. Cho em thử lại, nếu không được sẽ thực hiện theo phương án của anh. Alo 861. Đây. Tôi đã nghe thấy. Tôi nghe rất rõ. Tình hình nguy cấp, chúng tôi cần chi viện. Thử lại lần nữa. Báo cáo. Mất liên lạc hoàn toàn với 861. Tin cuối cùng. Họ bị bao vây ba mặt. Chỉ còn hành lang phía tây. Xem ra cậu phải quay lại 861 lần nữa. Over. Đối phương còn quá mạnh. Over.
không thể để mất 861. Tiểu đoàn đặc công sẽ đi đường vòng, bí mật ém sát 861 chờ lệnh. Chúng ta phải phối hợp, trên đánh xuống, dưới đánh lên mới hỏng chắc thắng. Đồng chí về cho anh em chuẩn bị lên đường. Báo cáo. Rõ. Khoan đã. Đơn vị đồng chí có cậu lính trẻ tên Hoàng An. Vâng. Cậu ta thế nào? Thành phần cơ bản, lý lịch trong sạch, chiến sĩ giỏi trong kỳ huấn luyện. Lính của cậu đánh nhau với vệ binh, tôi cho sang quân Pháp nó rèn. Đồng chí ơi, thông thường bao lâu thì đầy? Hai người đoàn kết làm cật lực thì chỉ 3 ngày thôi. Các đội trưởng ạ. Ừ. Bình Nhị Hoàng An. Có tôi. 15 phút nữa có mặt ở trung đoàn bộ nhận nhiệm vụ mới. Rõ. Báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, chúng em được tha. Hết chiến dịch, các cậu lại tiếp tục thi hành kỷ luật. Đơn vị ứng cứu sẽ hành quân theo đường vòng để đảm bảo bí mật. Các đồng chí cắt rừng, đưa mật lệnh đến 861 trước họ. Bãi mìn đã được đánh dấu. Chỉ có 2 ngày rưỡi thôi đấy. Đọc kỹ để nhớ nội dung. Trong trường hợp bị phục kích, phải hủy ngay bức điện, không để lọt vào tay địch. Đây là một chuyến công tác đặc biệt. Đồng chí An có nhiệm vụ bảo vệ đồng chí Tân đưa bức điện đến 861. Vâng. Tư tưởng đồng chí có vấn đề à? Thưa thủ trưởng, tôi không chích máu viết đơn để vào chiến trường đưa thư. Tinh thần xung phong đáng quý, đáng ca ngợi. Nhưng ở đây là nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ, thực thi nhiệm vụ. Bom đạn sẽ thử lòng can đảm của chúng ta, con trai ạ. Chào thủ trưởng ạ. Chào thủ trưởng ạ. Chào các đồng chí. Lên đường bình an nhé. Dạ. Chào thủ trưởng ạ. À. Không được dẫm ra ngoài vết chân của tôi. Vâng.
Đứng yên, đừng nhúc nhích. Đi đứng nằm ngồi phải hết sức thận trọng. Mỗi mét vuông rừng đầy rẫy những thứ giết người đấy. Tí. À, đi thôi. Anh này, chúng ta đang đi đâu? Anh em trên cao điểm đang bị giết. Khi ở đây chúng ta ngắm một con gái tắm mà. Em xuống lấy nước nhá. Ủ một cái thôi, anh quan trọng hóa vấn đề quá. Nghe này, ở đâu đó quanh đây cũng có một thằng biệt kích ham gái như cậu. Nhưng nó không ngắm bằng mắt thường, mà qua kính ngắm của một khẩu súng trường tự động. Xuống lấy nước đi. Em không phải là thằng ham gái. Ham gái thì có gì là xấu? Đàn ông, thằng nào chẳng thích gái đẹp. Nhưng hưởng nhiệm vụ thôi. Anh Tân yêu ai chưa? Chị đẹp chứ? Đẹp. Hai người định bao giờ cưới? Cô ấy lấy chồng rồi. Sau này hết chiến tranh, anh sẽ làm gì hả anh Tân? Thì lại làm công nhân cho một nhà máy nào đó. Hoặc lại tiếp tục làm canh đưa thư. Lấy một cô vợ thật béo, thật khỏe. Cô ấy sẽ đẻ cho mình cả một lũ con. Dịu xa nhớ, anh ra trận với tư thế một chiến sĩ giải phóng, tư tưởng lập trường vững vàng, bình thản bước vào cuộc sống đầy lửa đạn và thuốc súng. Anh đang làm một công vụ tối mật, một nhiệm vụ quan trọng đấy em ạ. Anh là một chiến sĩ đặc công mà. Chàng đặc công anh hùng, nơi mũi tên hòn đạn, anh gắng giữ mình. Ra đồng, ra bãi hay bất cứ đâu, em luôn nghĩ đến anh, mơ về anh, mơ về một ngày mai thống nhất. Chiều nào em cũng gặp ông lão lái đò làng mình viết thư cho con anh ạ. À, con trai ông ấy nhập ngũ cùng đợt với anh đấy. Bố ơi, sao cứ đánh nhau mãi thế? Bố đừng chết nhá.
Bố mà chết thì lấy ai chèo đò cho dân làng mình qua sông? Hôm qua Mỹ ném bom trường con bố ạ. Nhưng chúng con chẳng sợ, quen rồi. Tuần trước có chú bộ đội gọi đò khuya, còn cứ tưởng bố về. Anh ơi, làng mình mùa này nhiều hoa gạo lắm, rụng đỏ dọc một bờ sông quê. Thỉnh thoảng máy bay Mỹ dẹt qua làng, trút xuống vài loạt bom. Em quen dần với bom đạn, trẻ nhỏ cũng quen dần bom đạn. Đôi khi em có những giấc mơ, những giấc mơ Việt Nam dệt màu hoa gạo. Hoa gạo đỏ như máu, bao nhiêu máu người Việt đã đổ kể từ đầu cuộc chiến hả anh? Đừng có mẹ. Nghỉ một lát ở đây đi. Nguy hiểm, chỗ này thú dữ xuống nước cũng sẽ gặp bị kích. Chỉ đánh nhau một trận cũng tốt chứ, em chưa được thử trận nào. Mệt quá, từ sáng giờ chưa được một phút giải lao. Nghỉ thôi ông anh ơi, đứt thời rồi. À này, cậu được huấn luyện bao lâu? 6 tháng. 6 tháng huấn luyện, không phải để cậu chưa bắn phát nào đã thành tử sĩ. Anh là quân Bill, đánh đấm chó gì? Bình Hoàng An, ở đây tôi là người chỉ huy, đi đâu, dừng đâu, ngủ nghỉ đâu, nhất nhất đồng chí phải theo lệnh tôi, rõ chưa? Rõ. 6 năm trên trường, tôi đã gặp quá nhiều người như cậu. Mà rừng Trường Sơn thường rất trẻ. Thương binh vừa về cho sang hầm 2 nhá. Hầm 2 lối này các đồng chí ơi. Hôm nay ngày mấy đồng chí? 12. Sáng lên các đồng chí. Quân binh tới à? Còn nhiều kháng sinh không? Mới cấp phát hôm qua, còn nhiều chị ạ. À? Thương binh về đông đấy. Đưa anh em sang hầm 2. Bên kia kìa đồng chí ơi. Rõ. Thứ dây 7 đâu đồng chí? Từ từ thôi ông, lẫn hết của người ta bây giờ. Cậu tìm trong đám thư dây 7, mình là Tùng, Lê Văn Tùng. Bao nhiêu thư thế này, tìm thế nào được? Đây rồi, cảm ơn cậu nhé. Chào đồng chí. Ừ. Tưởng anh bị rồi, em lo quá. Cậu An, là lính mới bổ sung, chưa quen đi rừng nên về chậm thôi. Sắp đánh lớn hả anh? Mình không biết, đánh đấm không phải là việc của lính quân mưu. Làm thằng lính và không được vác súng ra trận thì còn ý nghĩa chó gì nữa. Quân mưu là mang đến cho người lính sức mạnh tinh thần. Nhiều anh trông to xác mà mắc bệnh tư tưởng, không ăn nổi cây súng đâu. Ông mà lạc, đơn vị nào họ cũng tiếp đón như thượng khách. Quân mưu được ưu ái nhất chiến trường đấy. Tôi thấy sách báo phim ảnh chỉ toàn ca ngợi lính trinh sát, đặc công, tóm lại là lính chiến. Đấy, thấy ca ngợi mấy cái thằng quân bưu bao giờ? Thằng danh hỗn nhỉ. Quân với Hoàng mang lên dây 9, Thao tay chạm dây 6, còn Minh ra dây 7 nhé. Vậy còn mỏm 861. Tôi với đồng chí An đi 861. Công vụ đặc biệt, chuyến này không mang từ từ lên đó. Cứ mang lên trạm C6, đằng nào thư 861 cũng ùn lại khá nhiều rồi. Mang bớt cho thương binh trạm phẫu nó đọc. Tùy cậu thôi. Thằng lính giỏi là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chứ không phải kiêm nhiều việc khác. Thôi, ngủ đi, 1 giờ nữa xuất phát. Vâng. Đồng chí, cho tôi gửi lá thư này ra bác. Vâng. Em ơi, anh đã vào gần mặt trận. Hãy nhìn chiếc lá này.
huyết mạch thông tin Trường Sơn giống như những đường gân của lá. Anh đang đi trên một trong những nhánh gân đó, những nhánh gân dưới tầm oanh tạc của B-52. Bom đạn vẽ nên sự trần trụi của chiến tranh dưới những cánh rừng nhiệt đới thơ mộng. Trường Sơn là nước suối trong veo, là núi cao ngút ngàn, là vực sâu thăm thẳm. Trường Sơn đẹp hơn những gì chúng ta đã học, nhưng chiến tranh ở đây thì khốc liệt hơn nhiều đấy. Nào, cố lên, sắp phải đến nơi rồi. Ở đâu về đây đồng chí? 861. Trên đó thế nào rồi? Đánh nhau chứ còn thế nào nữa. Địch lên ta đánh bật xuống, pháo nó giọt, sau đó bộ binh nó lại lên. Thương binh về chuẩn bị sơ khám trước khi mổ nhá. Đồng chí ơi. Vâng ạ. Đây. Có ai bị thương nặng không đồng chí? Cô mấy trưởng thật. Không nhiều. Đây ạ. Đây, ta xuống đây. Đồng chí chuyển ngay vào lá. Anh Tân, có thương em không? Không. Đấy, đấy đồng chí đặt đây. 861 có thương không đồng chí? Thương ở đằng kia kìa. Cho tôi xin hớt nước. Đây ạ. Ác liệt lắm hả? Này, ngồi xuống đây. Còn đơn vị này. Anh thấy đỡ đau chưa? Từ từ thôi. Thì xương trộn bùn đất. Hai ngày nay mất liên lạc. Tinh thần anh em thế nào? Đánh thôi. Đánh loạn xì ngầu. Mẹ chúng nó giỏng lắm mồm đạn thế. Trung vây 861 à? Ai nói? Nó kìm mình thôi. Kìm ba mặt. Mà cậu hỏi chó hay lắm thế. Tôi lên đó bây giờ. Của thằng bạn mình. Nó hy sinh đêm qua rồi. Thư thằng Toàn A3. Toàn này. Thư vợ mày. Qua được không? Toàn ơi, tỉnh lại đi. Thư vợ mày này. Toàn, nghe tao đọc nhá. Vợ mày Lê Thị Mây phải không? Anh ơi, hôm nay con mình tròn 4 tuổi đấy. Cưới nhau xong là anh đi, chẳng về phép thăm con lấy một lần. Em may cho con bộ quần áo mới, gặp ai nó cũng khoe bố mua. Em dối con là bố gửi về anh ạ. Bao giờ thì hết chiến tranh hả anh? Toàn ơi, mày tỉnh đấy chứ. Nghe tao đọc đã. Đừng có nhắm mắt mà. Mày cố mà nghe hết lá thư. Bao nhiêu ngày mong mỏi. Tao đọc đây.
Khi em viết lá thư này, con vẫn chơi quanh em. Nó hỏi mẹ viết thư cho bố à? Em gật đầu. Nó đưa cho em viên bi. Nó nói gửi ra trên trường để bố chơi với các bạn. Nghe giọng con, em không khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Làng mình vài ngày lại một giây báo tử. Mỗi lần thấy bưu tá qua nhà, em lại thắt ruột thắt gan. Anh ơi, em mong anh về với mẹ con em, cho bố con thấy mặt nhau. Chứ chiến tranh liên miên thế này, biết ngày nào chấm dứt hả anh? Toàn! Đồng chí chờ anh em viết thư xong rồi lại mang ra nhé. Bao lâu rồi? Là trước em nhận được đâu tháng 2, quê em ven biển, nó ném bom suốt, chẳng biết thế nào. Em gửi ra Bắc. Em nghĩ anh nên mang chỗ này lên 861. Tôi đang có công vụ đặc biệt. Mang vài lá thư thì có nặng nhọc gì? Không. Hay mình mang luôn thư lên cho anh em? Hy vọng còn gặp lại. Đi thôi. Đồng chí chỉ huy, tôi muốn mang những lá thư này lên cao điểm. Đó không phải là nhiệm vụ của ta lúc này. Nhưng chúng ta là quân bưu mà. Chúng ta là lính, phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Đồng chí chỉ nói đến nhiệm vụ. Đồng chí không muốn thư này đến khi họ còn sống à? Nghe này anh bạn, có nhớ hôm qua tôi gửi ra Bắc một lá thư không? Có thể đó là lá thư cuối cùng mà gia đình tôi nhận được. Anh bạn, đừng để bị giết chết. Anh cầm này. Nếu em không về, anh giữ mà dùng. Xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm, cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con. Từ khởi sự đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Thank you.
quê anh đẹp không anh Tân? Mình ở ngoại thành Hà Nội. Mọi người không kịp đi sơ tán, bom nó bỏ, chẳng còn ai cả, chỉ còn mỗi bà ngoại. Lâu rồi anh có nhận được thư của bà không? Bà ngoại lòa lắm rồi, lại không biết chữ. Nhận được thư phải có người đọc cho. Chẳng biết có chờ được ngày nước nhà thống nhất. Chết, mọi thứ kinh tởm quá. Anh Tân, đừng nhìn, đừng có run. Mọi chó chết.
Mày không sao chứ?
ổn không ba? Mà thế rã rời. Cần trợ tim, có thuốc trợ tim không? Không có thiếu gì à? Lạnh, tao thấy lạnh quá. Ba, thấy tao không? Ba, nói vậy mà tao, tao xin lỗi ba, tao dối ba, làm nhiều. Lạy Chúa, xin người hãy tha thứ cho những tội lỗi mà Phêrô Nguyễn Văn Ba từng phạm phải. Đi qua. Ba, đừng có dỗi mà ba. Này ba, đừng có chết. Ba, tỉnh lại đi mà. Đại bàng gọi thiên lôi, đại bàng gọi thiên lôi, sấm sét đội trung tâm, over. Thiên lôi nghe rõ, over. Sấm sét chuẩn bị, over. Các cần gọi thiên lôi, các cần gọi thiên lôi, over. Các cần gọi thiên lôi, các cần gọi thiên lôi, over. Báo cho các thi đội trưởng bị di chuyển. Chúng ta sẽ tấn công ngay khi kết thúc đợt quanh tạc. Sống tụi nó.
không cử động. Đưa tay lên, đưa cao tay lên, thằng nào nhúc nhích bắn bỏ. Bình tĩnh. Thủ pháo hả? Má mày, không nghe tao hỏi à? Thằng kia, bỏ súng xuống. Oh my God! Fuck! Bỏ xuống xuống! Tao sẽ gặp một lỗi trước mặt mình ngay nếu chúng mày định trở cho gì! Bỏ xuống xuống! Anh bị à? Phần mềm chút thôi. Được rồi Hoskins, mày sẽ không sao đâu. Tao đảm bảo đó Hoskins. Fuck you! Come here! Come here! Bình tĩnh nào Hoskins. Mày là chỉ huy ở đây kia mà.
Anh có sao không? Không, đi thôi. Cậu phải thay anh lên 861. Một trong hai chúng ta phải mang cái này lên đó. Cứ đi dọc theo bờ suối, chỉ 20 cây số nữa thôi. Anh Tân, đánh một trận đi. Em cũng bỏ anh đây mà đi được. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đến 861 trước giờ gờ ngày mai. Anh em trên cao điểm đang cần bức điện này. Sinh mạng của ta với mày không là cái gì hết. Giết mấy thằng biệt kích này cũng chẳng để làm gì. Đi đi. Còn anh thì sao? Tao tự lo được, không chết đâu. Đi đi. Cẩn thận, cố mà giữ lấy mạng. Đừng để thư từ tài liệu rơi vào tay địch. Đi. Kéo được sâu quá. Không sao chứ? Không sao. Bọn mày kinh nó đảo bẫy à? Không. Hố của đồng bào dân tộc để bẫy hổ. Giật lên. Ôi trời. Giật lên trời ơi. Yên, đừng có động đậy, đừng có bắn. Em bắn đi. Đừng. Mày bắn thì biệt kích nó đến ngay. Ở yên đó, tao đi lấy dây. Nhúc nhích là bắn bẻ sọ. Ngoan cố làm gì? Việt Cộng, khai ra đi. Chúng mày đi đâu? Làm gì? Ông ta nhiều lời, cho nó một phát là xong thiếu quý. Việt Cộng, mày ngoan quá. Ê, để tụi tâm lý chiến nó xử lý mớ thơ từ đó. Đọc chi vậy mày? Đọc chơi thôi thiếu úy, xem cuộc sống miền Bắc xã hội chủ nghĩa thế nào. Quê em ở ngoài ấy, gia đình em không đi hồi năm tư. Chắc em cầm súng phía bên kia quá. Có gì không? Oanh tạc cơ giải thảm. Chết nhiều thường dân quá. Đồ má mấy thằng không lực, trút bom xong là giọt lẻ, chẳng cần biết trúng vô đâu. Mà chiến tranh mày ơi, em vậy cộng, chờ trời sáng
trực thăng sẽ rước mày vô Sài Gòn. Ngày mai ba má mày biết chắc mày còn sống trên làn sóng radio. Liệu mà phát biểu cho ngon lành nghe. Mày là người hùng chứ đâu phải đám chiêu hồi. Hút thuốc không? Sợ hả? Này, trò chuyện đi lừa. Anh Tân đây, Tân em ơi. Lúc tôi bị bắt, anh ở đâu? Lạnh đâu? Tại sao không cứu tôi? Tôi hỏi lại cậu, lạnh đâu? Nếu còn ở đó thì quay lại ngay, không được để lọt vào tay địch. Anh là thằng hèn. Lạnh đi này, lạnh này. Anh Tân, tài liệu giấu dưới hố, chỗ cái bẫy em rơi xuống ấy. Lúc nào tôi cũng bám sát, tìm cơ hội cứu cậu. Chúng ta đang ở năm thứ mười mấy của cuộc chiến, trung đoàn thương vong mất mát quá nhiều. Đừng nghĩ đến cá nhân mình. Chị chậm chậm đi đồng chí.
Chúng ta. Dạ. Tôi vẫn đi đâu. Đồng chí chị có đi. Này, các cậu không vào 861 được đâu. Từ hôm qua tới giờ chúng nó bịt hết mọi ngả. Vẫn còn một con đường băng qua bãi mìn à? Ừ. Chúng tôi sẽ vào con đường đó. Các cậu sẽ có vài phút ngắn ngủi khi dứt đợt pháo. Cậu nên ra trạm phẫu. Bãi mìn đó cần những đôi chân mạnh khỏe hơn mới vượt qua nổi đấy. Bạn gái em đi. Có tiện không? Mình không quen đọc thư người khác. Nếu em có mệnh hệ gì, anh mang lá thư này về cho Dịu nhé. Cô ấy hiền thục lắm. Hôm nay em xem bộ phim Liên Xô Bài Ca Người Lính. Em thấy nhớ anh quá. Bãi chiếu phim làng mình chỉ còn toàn phụ nữ và trẻ em thôi. Nơi mũi tên hòn đạn, anh gắng giữ mình. Hãy cố sống để về với em. Dù thương tích, dù không nguyên lành, em chỉ cần anh còn sống. Chàng đặc công anh hùng của em. Nó ngừng bắn rồi. Em đi đây. Anh ủng hộ nhé. Cậu phải sống. Sống mà về với cô ấy. Anh Tân. Có một đội vận tuyến. Tập trung hỏa lực.
lại tiếp tục tấn công lên. Một trận đánh phối hợp với tiểu đoàn đặc công lên tiếp ứng khiến chúng tôi giành chiến thắng tuyệt đối. Đây là trận mở đầu đời lính của tôi, những trận đánh nghi binh mùa khô năm 1967. Tôi đã hiểu thế nào là nhiệm vụ của một người lính. Tôi cũng hiểu ra sức mạnh của những lá thư với người lính ở chiến trường. Tôi không còn là chiến sĩ đặc công nữa. Trong khi Tân đang nằm điều trị tại trạm phẫu, tôi được cử ra Bắc học một lớp nghiệp vụ quân bưu. Chào anh bộ đội. Chào chị. Chào đồng chí. Con ơi, sao con về muộn thế? Nó mong thư con lắm. Hôm ấy đang vụ gặt, bom nó bỏ. Triệu lá thư đã qua tay tôi chuyển vào chiến trường, nhưng những cánh thư đầu tiên trong đời lính của tôi lại không thể đến tay người nhận. Tôi đã trở thành một người lính quân bưu vào sinh ra tử, dạn dày kinh nghiệm. Trong ký ức của Diệu, tôi mãi